anh em, mình sẽ kể chuyện cho anh em nghe nhé. Còn có 15% pin anh ạ, mình sẽ kể một lúc nữa là mình sẽ sạc pin rồi anh em nhé, sắp hết pin rồi. Hôm qua em vô tình để một miếng xương rồng đâm vào tay, lúc đầu nó không đau, nhưng khi trở về nhà thì nhức nhối kinh khủng. Chợt em lại nhớ đến chuyện tụi mình, em đến rất nhẹ nhàng, cho em rất nhiều nấu ấm và ra đi đột ngột khiến em rất đau lòng. Sự đau lòng mà nhiều năm sau lại em vẫn chưa thể nào giải thích được. Hôm qua chủ quán cà phê nơi mình hay ghé nói với em rằng hàng tới quán sẽ đóng cửa. Tự nhiên trong lòng em có điều gì đó vụn vỡ. Nơi đây đã từng chứa đựng rất nhiều ký ức của chúng ta. Giờ thì xem như niềm hy vọng cuối cùng của em, kỷ niệm của em với anh cũng này khép lại. Ở một phương trời nào đó, anh nhất định sẽ phải hạnh phúc. Em không oán trách cũng chẳng giận hờn, anh yên tâm nhé. Ngày cưới cho cô ấy em cũng đã chuẩn bị rồi. Bộ vest đen của anh em cũng đã ủng thẳng thớn. Em chọn hoa cưới là một bó hoa linh trắng, rất hợp với trang phục của hai người. Nhẫn cưới thì em để sẵn trong cái túi áo vest. À, cà vạt em cũng sắp sẵn cho anh rồi. Hôm ấy em không đến dự. Em không muốn nhìn thấy nét mặt vãng lỡ của bố mẹ anh khi đón nàng dâu mới. Em không muốn nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của anh. Em còn không muốn nhìn thấy người em nơi trong tay, à tay trong tay với cô ấy. Em chỉ có thể lo liệu được cho anh đến đây. Còn lại là phần của anh, nhất định phải hạnh phúc anh nhé. Em chúc chú rể của em, à không, chú rể của cô ấy thật mình mãn trong ngày trọng đại. Nhận với cô ấy giúp em, gian khó của anh có em, còn huy hoàng của anh, em nhìn cho cô ấy. Ok nha. Hồi đó tụi mình còn trẻ, anh hay nói Sài Gòn đẹp nhưng lại đau lòng. Em hỏi tại sao, anh chỉ im lặng im mỉm cười. Mãi đến sau này em mới biết vì sao lại đau lòng. Vì Sài Gòn từng có anh, có em, nhưng không có chúng ta. Giống như chiều hôm qua tan ca về trễ, tại khúc đường quen thuộc giữa ngã tư đèn đỏ, và em thấy một người xa lạ nào tựa vai anh cười nói vui vẻ như em của ngày xưa. Rồi em mới thầm thấy cảm giác đau lòng giữa Sài Gòn, nó rõ rệt trong từng hơi thở, từng cơ thịt, từng tế bào đang cự hội em trái tim em. Em từng nói anh cũng giống như Sài Gòn vậy, không của riêng em, không của riêng bất cứ ai cả, căn cứ gì lại đau lòng như thế. Vì đang gặp được nhau, xin đừng bỏ lỡ. Thật khó để bắt ai đó thay đổi, vì chúng ta bắt chúng ta vì ai đó mà thay đổi. Người gặp người yêu nhau, tựa lại bên nhau thì phải học cách chấp nhận cả ưu điểm, những khuyết điểm của nhau. Thật ra nếu hợp nhau tất cả thì chỉ có thể là bạn. Còn những người yêu thương, yêu thường là mảnh ghép của nhau. Ví dụ anh trầm lắng, em sôi nổi, anh đơn thuần, em phức tạp, anh thích cà phê, em thích trà sữa. Đó. Anh thích ăn cá, em thích ăn thịt, em thích lên núi, em thích xuống biển. Chúng ta là mỗi cá thể khác nhau, không thể bắt đối không phục tùng theo tất cả những gì mình muốn. Chỉ là nếu tình yêu đủ lớn thì hai cả hai sẽ nhường nhịn nhau, biết được tâm tính của nhau mà vì nhau trong cuộc sống. Nếu bạn đã gặp được một người như thế thì hãy trân trọng. Đến tư cách gì mà đòi hỏi em đừng yêu anh ấy? Chẳng phải người bỏ rơi em là anh đấy sao? Anh đừng ích kỷ như thế kia chứ. Chúng ta bây giờ đã là hai người, hai cuộc sống khác nhau. Cuộc sống của em không có sự hiện diện của anh cũng thế. Và anh có quyền gì ngăn em gặp ai, yêu ai? Anh không có quyền đó. Đừng nói với em là anh quên, đó là thói quen của anh. Vậy những lần anh làm em đau cũng là thói quen của anh đấy sao? Ok, xin chào tạm biệt anh em nha. Ok anh em.